Xin chào anh em, hôm nay cùng chúng tôi soi kèo trận đấu giữa Watford gặp Sheffield United diễn ra lúc 2 giờ ngày 2 tháng 8 tại giải hạng nhất Anh. Watford vừa trải qua một mùa giải khó khăn tại Premier League, họ đã không thể hoàn thành mục tiêu trụ hạng, thậm chí giành được 2-3 điểm sau 38 trận đấu và là đội nhận nhiều trận thua nhất với 27 trận, nhiều hơn đội bét bảng Norwich là 1 trận. Về phía Sheffield United, mùa trước họ đánh giá là ứng cử viên cho một suất thăng hạng tại Championship nhưng cuối cùng lại không thể hoàn thành mục tiêu này. Cụ thể họ cán đích vị trí trong top 5 với 75 điểm sau 46 vòng đấu, sau đó để thua trước Nottingham Forest ở trận bán kết playoff. Đội sau đó đánh bại Huddersfield Town được có mặt tại Premier League mùa này. Mức tài xỉu nhà cái đưa ra hiệp 1 là 1 hòa, cả trận 2,25. Hàng công của Watford thi đấu không hiệu quả ở trận giao hữu vừa qua khi 3 trên 5 trận gần đây họ tịt ngòi, kể cả trước đội bóng hạng dưới như Bolton. Mùa trước thì Watford là đội có hiệu suất ghi bàn kém thứ 2 tại Premier League, chỉ sau Norwich. Cụ thể họ ghi 34 bàn sau 38 trận. Ngoài ra hai lần gặp nhau gần nhất giữa Watford và Sheffield cũng đều có không quá 2 bàn. Chúng tôi nghĩ rằng việc chọn kèo xỉu là lựa chọn hợp lý nhất. Mức chấp nhà cái đưa ra là Watford chấp Sheffield 0,25 trái. Dù không thể trụ lại tại sân chơi cao nhất của xứ sương mù, nhưng mà Watford luôn được đánh giá là đội bóng mạnh ở Championship. Nên nhớ mùa giải 2020-2021, họ giành vị trí Á quân với 91 điểm sau 27 trận thắng, 10 trận hòa và 9 trận thua, nhiều hơn Brentford tới 4 điểm. Ở trận giao hữu gần nhất, họ cũng chơi tốt khi cầm hòa Southampton. Vì vậy chúng tôi nghĩ rằng việc chọn kèo trên Watford là một lựa chọn sáng suốt. Dự đoán chủ nhà thắng 1-0. Trên đây là một số nhận định cá nhân của chúng tôi, còn phần quyết định vẫn là ở anh em. Chúc cho anh em sẽ có một cái nhìn thật sáng suốt trên những lựa chọn của mình. Và đừng quên nhấn like và subscribe kênh YouTube của Tám Bóng TV để có thể cập nhật sớm nhất những màn soi kèo hay và hấp dẫn trong và ngoài nước nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.